khóa tập huấn xuất bản hình ảnh trên nền tảng số dành cho gần 30 phóng viên và biên tập viên ảnh đến từ cơ quan báo chí khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, được phối hợp tổ chức bởi Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Tại buổi tập huấn, giảng viên nhà báo Nguyễn Việt Thanh đã cập nhật xu thế ảnh báo chí hiện nay qua việc lựa chọn nội dung, phương tiện và hình thức trong tác nghiệp ảnh, cập nhật các hình thức thể hiện sử dụng tin ảnh hay phóng sự ảnh. Ngoài ra, giảng viên còn bổ sung thêm khả năng phát hiện vấn đề, thông tin trên báo bằng ảnh và thực hiện các phóng sự ảnh thể loại vinh danh những câu chuyện ảnh. Theo nhà báo Nguyễn Việt Thanh, khác với nghệ thuật thì ảnh báo chí là người thật, việc thật, hạn chế việc can thiệp của phần mềm chỉnh sửa. Tuy nhiên, để lựa chọn những sản phẩm hình ảnh xuất bản trên nền tảng số, thì phóng viên cần biết dự đoán khoảnh khắc, ưu tiên làm nổi bật chủ đề ấn tượng, thể hiện chủ đề thống nhất và xuyên suốt. Đặc biệt, phóng viên ảnh báo chí cần có cái nhìn góc độ của nhà báo, nhạy bén của nhiếp ảnh, có lòng dũng cảm để xông pha tại điểm nóng của sự kiện. Khóa tập huấn cũng bao gồm một chuyến đi thực tế để các nhà báo, học viên thêm nhiều kinh nghiệm thực địa, làm chủ các phương tiện và công nghệ nhiếp ảnh số với góc nhìn mới và quan trọng là kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí bằng smartphone trong xu hướng báo chí di động Mobile Journalism. Được biết, đây là năm thứ ba Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đồng hành với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án hỗ trợ phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024.